chào các bạn. Hôm nay giờ học của chúng ta sẽ được đón một vị khách là quen mặt. Đó là thầy Dũng Modi. Yeah. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu về ba bộ ngữ pháp mà mọi người thường hay bị mắc lỗi sai. Đó là sai chiều nị, thứ hai là ai đà nị và thứ ba là uchi nị. Rồi. Okay. Rồi, mẫu đầu tiên đúng không? Nè. Chỗ này là sai chiều. Sai chiều để xíu. Sai chiều nị hay là sai chiều đà. Đệ, cái mẫu ngữ pháp này mình sẽ dịch là đúng vào lúc hay ngay trong lúc nào đó thì một hành động gì đấy xảy ra, một sự việc gì đó xảy ra. Và cái sự việc đó xảy ra mang cái ý nghĩa là cái điều đó xảy ra rất là bất ngờ và ngoài ý muốn của bản thân, đúng không? Chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một nhé. Ví dụ là? Ví dụ đầu tiên là thế này. Đang học thầy giám. Chỉ gò, mọi người cùng đọc ví dụ này nhé. Đừng nghe thầy Dũng nói linh tinh. Hãy. 授業をしている最中にお腹が痛くなってきた。Câu hỏi để anh dịch câu này. Đúng lúc đang học bài thì lại bị đau bụng. Đau bụng thì làm sao mọi người? Đau bụng thì chúng ta sẽ đi nhà vệ sinh đúng không? Hai. Rồi mẫu số 2 ạ. 大事な電話の最中に電池が切れた。嫌だな。Câu này là gì nhỉ? Đang trong lúc gì nhỉ? Có cuộc điện thoại quan trọng thì lại hết pin. Thế mới chết chứ lệ. Đúng nè. Hai, 3. Data を入力している最中にコンピューターがフリーズしてしまった。フリーズ、フリーズ、フリーズ。Câu này chúng ta dịch là? Dịch là. Đang trong lúc nhập dữ liệu thì máy tính bị đơ. Đơ, is nè. Freeze. Máy tính. Đơ hay là bị treo máy nhá. Ok. Tiếp theo. Hai, chữ ghi chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mẫu cách sử dụng của ai đà ni. Mẫu thứ hai ai đà ni đi. Ai đà ni. Ai đà ni dùng như thế nào ạ? Chúng ta cách kết hợp thứ nhất ạ. Danh từ no ai đà ni và động từ thì chia thể thường đúng không? Về từ ni đấy nhé. Về từ ai đà ni và về từ ni. Và chúng ta sẽ dịch là trong khi hay là trong suốt đúng không? Trong khi trong suốt. Hai. Hai. Xin chào. Hai. 私は読みますね。はい。彼女は授業の間ずっと居眠りをしていた。Câu này mình sẽ dịch là gì đây nhỉ? Cô ấy thì ngủ gật trong suốt giờ học. じゃあ2番。彼氏が戻ってくるまでの間、カフェで本を読むことにした。Tôi quyết định đọc sách ở quán cà phê trong khi chờ anh ấy quay trở lại. すごいね。はい、câu số 3。Bác 先生はベトナムにいる間は元気だが。Lao xuống đi tập tốt tăng đi. Karado cố gắng để xem mặt ta. Karado cố gắng để xem mặt ta. Câu này có thể dịch như thế này. Thầy Park trong suốt thời gian ở Việt Nam thì thầy rất là khỏe. Nhưng khi mà vừa đến Lào thì thầy lăn ra ốm. Lăn ra ốm biết thế hay. Tiếp theo chúng ta đến với gì nhỉ? Ý nghĩa thứ hai của ai đà ní đúng không? Có nghĩa là trong lúc hay là trong khoảng. Cô giáo để em đọc câu này nhé. Ok, hãy đổ rõ. Lư sư no ai đà ni, đô rô bô gà hai tà. Dạ, thái hên đà nà. Rồi, hãy, câu này chúng ta sẽ dịch là trong lúc vắng nhà thì tôi đã bị trộm ghé thăm. Ghé thăm? Ghé thăm, đấy nè. Hai, câu số nào? Hai, câu số nào? Hai, xin xem ạ. Yomimasu. Ô tô sàng gà nê tê rư ai đà, cô đô mô tà chi wa asobe ni đê kà kê tà. Hồi bé đúng không? Hồi bé chúng ta thường trong lúc mà bố ngủ thì bọn trẻ con đi ra ngoài chơi. Okay. Đi ra ngoài chơi nè. Hai. 6 番私は読みます。はい、どうぞ。パク先生がハノイにいる間に一緒に旅行したい。Hai. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì đây nhỉ? Câu này chúng ta sẽ dịch là trong lúc mà thầy Park còn đang ở Hà Nội thì tôi muốn cùng đi du lịch với thầy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến mẫu Uchini. Uchini là một cái mẫu mà có rất nhiều nghĩa trong tiếng Nhật đúng không? Là một cái từ có rất nhiều nghĩa trong tiếng Nhật. Vậy thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ đi đến 5 nghĩa, 5 ý nghĩa của từ Uchini này. Nghĩa đầu tiên đúng không? Cách sử dụng đầu tiên chúng ta là danh từ chỉ phạm vi nào đó cộng với no uchi de hoặc là no uchi kara. Mình sẽ dịch là gì nhỉ? Trong số hoặc là trong cái phạm vi đó thì làm sao sao đó. Hai, ichiban. Kono mitsu no uchi de dore ga ichiban ki ni ireta ka? Câu này dịch là gì đây? Câu này á? Ừ. Trong số 3 cái này thì anh thích cái nào nhất? Ồ,
Atteru. Ok. 2 ban. Hai. 5 tsu no uchi kara suki na no o erande kudasai. Trong 5 cái thì hãy chọn ra cái mà mình thích desu ne. Erande kudasai. Kotoba. Kino katta hon no uchi 3 satsu wa kanji de 2 satsu wa bunpo desu. Câu này chúng ta sẽ dịch là: trong số những quyển sách mà tôi đã mua ngày hôm qua thì có 3 quyển là kanji và 2 quyển là ngữ pháp, bunpo. Cái thứ hai của uchi ni á. Vừa nãy là uchi de, uchi kara. Bây giờ chúng ta mới có thể uchi ni đúng không? Okay. Uchi ni cách kết hợp như sau ạ. Danh từ chỉ thời gian cộng với no uchi ni. Tính từ đuôi y và tính từ đuôi na, chúng ta giữ nguyên y và na cộng với uchi ni. Tức là trong trường hợp đó mình coi uchi như một danh từ đúng không? Đúng rồi, coi như mình sẽ dịch là trong khi hoặc là nội trong cái gì đó. Ví dụ. Câu thứ tư này. Đọc ví dụ nhá. Hai đồ rõ. Kyō no uchi ni shiyō to sumaseyo kura. Kyō no uchi ni shiyō to sumaseyo kura. Yeah, vậy. Câu này chúng ta sẽ dịch là nội trong ngày hôm nay phải làm xong công việc ấy nhá. Ok. Rồi câu số 2. Hai. Koko suujitsu no uchi ni wa nan toka shimasu. Câu này chúng ta sẽ dịch là: chị ạ, nội trong vài ngày tới em sẽ cố gắng xoay sở cho chị ạ. Ừ, thế cũng được. Cố gắng nhá. Ok. Hai. Hai, rokuban. Ok, rokuban. Nan toka shimasu là xoay sở ですね. Câu rokuban. Genki na uchi ni iroiro na kuni ni ryokoshitai. Ryokoshitai. Genki na uchi ni iroiro na kuni ni ryokoshitai na. Trong lúc vẫn còn khỏe mạnh thì tôi muốn đi du lịch nhiều nước. Ok. Ok. Rồi, chị Kỳ. Nghĩ thứ mấy này? Nghĩ thứ 3. Chúng ta có nghĩ thứ 3 đúng không? Veteru uchi ni hoặc là veru uchi ni. Câu này chúng ta sẽ dịch là trong lúc đang làm gì đó đúng không? Lúc đang làm gì đó. Câu số 7. Kare wa hanashiteru uchi ni kao ga makka ni natta. Makka, makka. Anh ấy đang trong lúc nói chuyện thì mặt đỏ bừng lên. Ồ, mặt đỏ bừng cả lên đúng không? Makka. Makka, makka, makka. Desu ne. Hai, 8 ban. Ginkon ga aiteru uchi ni furikomi ni ikanakereba naranai. Câu này chúng ta sẽ dịch là: trong lúc gì nhỉ? Ngân hàng vẫn còn mở cửa. Hai. Thì tôi phải đi chuyển tiền. Chuyển tiền. Ừ, chuyển tiền. Chuyển tiền, chuyển tiền ですね. Hai. Kyuban. Kyuban, watashi wa yomimasu yo. Hai, douzo. Okasan ga dekaketeiru uchi ni game wo suru. Hai. Câu này chúng ta sẽ dịch là: trong lúc mà mẹ vắng nhà thì tôi chơi game. Thích đúng không? Vẫn là về tề vị trí đấy. Nhưng mà lên dịch là trong quá trình. Ừ, trong quá trình ですね. Câu số 10 nhá. Ima wa mada jōzu zanakutemo renshū o kasaneru uchi ni dekiru yō ni naru yo. Câu này chúng ta sẽ dịch là: bây giờ dù có chưa giỏi đi chăng nữa, nhưng mà trong quá trình luyện tập đúng không, thì nhất định sẽ giỏi lên đấy. Câu số 11. Nando mo atteiru uchi ni aite no koto ga yoku wakaru yō ni natta. Sou desu yo. Câu này chúng ta dịch là: sau nhiều lần gặp gỡ thì tôi đã hiểu hơn về anh ấy. Isne? Anh ấy. Uso. Uso janai yo. Uso janai yo. Hai. 12 ban. 12 ban. Saisho wa henna eiga da to omotta ga miteru uchi ni kono eiga ga suki ni natta. Câu này chúng ta sẽ dịch là: đầu tiên tôi nghĩ đó là một bộ phim dở hơi. Thế nhưng mà càng xem, càng xem thì lại càng thích cái bộ phim này. Mọi người có thấy có bộ phim nào như thế không? Bộ phim nào mà đầu tiên nhìn dở, nghe tưởng dở hơi nhưng mà càng xem càng thích. Đúng rồi, câu này phải dịch càng đẹp thì đúng không? Càng xem thì càng thích. Cuối cùng. Hai. Cuối cùng là gì nhỉ? Động từ về nay chỉ lý trong lúc chưa cái gì đó. Trong lúc chưa. Chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một nhá để làm rõ hơn về cái câu này, cách sử dụng câu này. Thứ nhất ạ. Daiji na koto wa wasurenai uchi ni memo shite okinasai. Câu này chúng ta dịch là: em hãy chỉ nhớ ghi chép lại đi trong lúc còn chưa quên đúng không? Những việc quan trọng như thế này. Những cái việc quan trọng thì hãy ghi chép lại trong lúc mà chúng ta còn chưa quên. Ok, sau đây mọi người nhé. Nhớ hai. Nhá. Hãy. Hai. Câu số 14. Yada. Hai. Ice cream wo tokenai uchi ni nameyo. Nameyo, nameyo. Rồi câu số 14 chúng ta sẽ dịch là: trong lúc mà kem chưa tan ra thì hãy
liếm thôi. Liếm thôi. So, name yo. Name yo, ne. Name yo là liếm thôi. Igo ni thôi とかね. So, 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 so. はい、15番。はい、15番。暗くならないうちに買い物に行こう。これゼロは。わーお、わーお、わーわー。ダメだ。ねえ、暗くならないうちに買い物行こうよ。買い物？うん。あ、はい。あ、行こう行こう。行こう。Trong lúc mà trời còn chưa tối thì hãy cùng nhau đi mua sắm. Hai, khai mono ni go. Hai. Owatta. 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 Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita, minasan. Minasan dou deshita ka? Dou deshita ka? Dou deshita ka? Sonna ni muzukashiku nai. Sou desu yo ne. Kantan da yo. Kyou wa saichu ni to ato aida ni uchi ni desu ne. Zenbu renkyou shimashita. そうですよ、ねうん、何かわからなかったらですねまたコメントコメントコメントお願いしますはい、ね、Facebook とかあと YouTube とかですね、はい、いつも応援してくれてありがとうありがとうございましたバイバイまた